Chào các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi nhặt bơ và nhặt sầu riêng. Thì nhà mình có cái vườn rộng đằng sau đấy. Cứ mỗi sáng đến mùa là phải đi ra đi nhặt, chứ không là người ta nhặt mất. Để nhặt bơ với sầu riêng thì chúng ta cần một cái giỏ như thế kia. Thôi đi. Rồi thì đây là phía sau vườn nhà mình này các bạn. Các bạn nhìn thấy là nhà mình thì có chuối này. Đấy. Rồi sầu riêng. Sầu riêng là cái cây mà nó có mấy cái quả cao cao trên kia, bạn thấy không? Đấy. Rồi có cây dừa này. Cây dừa nhìn thế này mà to phết đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi nhặt sầu riêng này. Thì sầu riêng khi mà nó rụng xuống ấy là chúng ta phải lượm, chứ không là sẽ bị người khác lượm mất. Chủ yếu người khác ở đây là hàng xóm này. Cũng có thể là mấy đứa trộm vặt. Đây này các bạn xem cái cây sầu riêng nhà hàng xóm nhà mình này. Quả sầu riêng ấy. Rồi, tiếp tục nha. Đây là một cái cây sầu riêng nhà mình. Đu nữa này. Sầu riêng này. Hơi ngược sáng hay tối các bạn thông cảm. Nào, nhìn xem có trái nào rụng dưới gốc không nào. Hình như không có. Mẹ mình sáng nay mẹ mình cũng đi lượm một vòng rồi. Mẹ mình dậy sớm, mẹ mình đi lượm. Mình đây mình đi hên xui thôi. Bơ này. Cái cây bơ. Úi xời. Cây này là cái cây cacao thôi. Cây cacao. Được, khó đi quá. Sao mình này xem nào. Các bạn có biết đây là cây gì không? Đây chính là cây bơ đấy. Nhìn vậy thôi mà nó cao lắm đấy nhỉ. Nó cao chứ phải bằng cỡ cái tòa nhà 2 tầng, 2-3 tầng đấy. Đây, bơ này. Rồi mình sẽ ra hái trái bơ cho các bạn xem. Đây chính là cái trái bơ. Đấy. Quả này bé nhá. Quả này thì nhìn nó hơi xấu xấu bẩn bẩn. Nhưng mà không sao. Cái lớp bẩn bẩn này thì không ảnh hưởng gì đến cái ruột bên trong cả. Đấy. Đây các bạn nhìn thấy là bơ nó mọc ở trên cái cành này. Đấy, các bạn thấy quả của nó không? Rồi trong lúc đi ngang qua cái cây này thì mình ngửi thấy có một cái mùi hương thoang thoảng. Mình nghĩ là chắc là có quả nào chín rồi nó rụng xuống rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào kiểm tra xem là có không nhá. Ở đây thì mình lớn lên với cái cây sầu riêng từ hồi nhỏ, nên là kinh nghiệm rất là dày dặn. Từ cái việc leo lên cây cho đến việc thăm quả chín hoặc là bảo vệ sầu riêng. Đây. Đây, chúng ta đi tìm vòng quanh cái gốc cây xem nào. Rõ ràng là có mùi mà ta. À, đây rồi. Đây, nó rụng xuống, nó nằm dưới gốc đây này.
Đây, quả này là quả chín rồi các bạn. Để mình ngửi xem nào. Thơm, thơm là chín rồi. Và khi chúng ta gãi, quả này thì hơi khó để biết là nó chín hay chưa. Nhưng mà mình nghĩ là chín rồi. Đây thì cái cuống của nó bị dị tật hay bị gì ấy. Chắc là nó bị cọ sát vào cành cây. Đấy. Lát nữa về chúng ta bổ ngay ra để chúng ta kiểm tra nhé. Rồi, tiện thể đây thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cái quả sầu riêng luôn. Đây, quả sầu riêng mà khi nó mọc ra thì nó treo lủng lẳng như thế này. Đây này, đấy, nó mọc từ cái cành cây ra. Eo ơi, ngược sáng ra. Đấy, quả sầu riêng đây. Quả này mà đi vườn mà nó rơi vào đầu thì đúng là ra đi về miền đất hứa luôn. Đấy. Thì thăm sầu riêng thì rất là đơn giản. Theo kinh nghiệm của mình á, thì mình chỉ việc ngửi hoặc mình gãi. Nếu mà nó kêu bộp 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 á, là quả sầu riêng nó già rồi, nó chín. Hoặc là cái đít nó vàng vàng. Quả này thì đang còn xanh. Quả này chắc cỡ 3 kg. 2,5 kg, 3 kg thì nó cũng khá to mà. Thì trên cây thì còn một số cái quả nữa. À, ngược sáng, chả thấy gì cả. Mình kệ nó đi. Cái sầu riêng này thì sầu riêng thuần chủng nên là trồng cỡ khoảng tầm 5 năm là mới có quả. Còn bây giờ sầu riêng ghép thì người ta trồng có hình như có 3 năm hay sao, 3-4 năm gì đó là có quả. Mà sầu riêng ghép ăn nó ngon hơn. Đâu rồi, cái rổ chứa của mình đâu rồi? Đây. Đây chúng ta có từng sản phẩm nào này. Chúng ta có bắp này. Đấy. Chúng ta có bơ này. Rồi, có thêm đậu phộng của bác nông dân cho nữa này. Đấy. Chúng ta có sầu riêng. Và một làn này là đủ rồi. Này là đủ ăn rồi ha. Xem nào. Xôi xôi. Đường về còn xa lắm. Ngoài kia cái cây sầu riêng kia có nhiều quả kìa. Mấy quả to to phết. Thôi đi về. Mưa rồi. Cuối cùng thì bác nông dân cũng phải trở về. Bây giờ chúng ta đi bổ sầu riêng ăn nhá. Hồi nãy là mình đang nghi ngờ trái này là không biết là chín hay chưa. Bây giờ mình sẽ mổ nó ra xem là nó chín hay chưa. Tiện thể ăn luôn cho đỡ đói. Sáng nay chưa ăn thì đang hơi đói đấy. Cái quả này nữa. Nó cứng quá. Đây. Sầu riêng này các bạn. Đây nhé. Chín rồi đấy. Ồ, nó hơi tối rồi. Hơi tối. Này. Bạn nhìn nó chật bẹt rồi. Chợ bé thế này là chín rồi. Mình sẽ quan sát này. Nào, ăn nào. Ăn thử thôi. Chín rồi. Chào tất cả các bạn.